Thời điểm này, cam sành Trung Hà đang chín rộ. Đây cũng là thời điểm chính để người dân gặt hái thành quả sau một năm chăm sóc, gắn bó với cây trồng chủ lực này. Năm nay, cam sành được giá nên bà con rất phấn khởi, thu nhập ổn định cũng chính là điều kiện để nhân dân chuẩn bị cho một cái Tết đủ đầy, ấm cúng đang đến gần. Thôn Khuôn Nhòa hiện có gần 67 hectare trồng cam. Nhờ trồng cam mà đời sống của nhiều hộ gia đình đã được nâng lên rõ rệt. Nhờ vào cây cam, gia đình tôi mấy năm nay đã thoát khỏi nghèo và có thu nhập ổn định. Đấy, gia đình tôi sẽ tiếp tục phát triển cây cam để có cuộc sống ổn định tốt hơn. Trước đây, thu nhập của đồng bào Dao trong thôn chủ yếu là từ trồng lúa, chăn nuôi nhỏ lẻ nên đời sống gặp rất nhiều khó khăn. Từ năm 2015, nhiều hộ gia đình trong thôn đã đưa cây cam sành vào trồng. Với thổ nhưỡng và khí hậu, cùng với được chăm sóc tốt nên cam sành ở đây cho quả to, đẹp về mẫu mã, đảm bảo về chất lượng và cây cam đã dần trở thành nguồn thu nhập chính của bà con trong thôn. Thôn Khuôn Nhòa thì nhờ vào Việt Gáp thì con dân chúng tôi đã làm đúng theo quy trình, đủ sạch và nay đã được công nhận là OCOP 4 sao. Chúng tôi cũng mong muốn qua chương trình hôm nay thì cũng mong sao cam nó sẽ có giá để cho bà con được ổn định và phát triển cam nhiều hơn. Tại Trung Hà, cam sành được trồng chủ yếu tại các thôn Khuôn Nhòa, Khuôn Pồng, Khuối Đinh, Khuối Hỏi với tổng diện tích hiện có trên 400 hectare cam. Năng suất bình quân 53 tấn trên 1 hectare. Giá trị sản xuất kem quả hàng năm đạt trên 60 tỷ đồng. Giá trị thu nhập bình quân trên đơn vị diện tích đạt 115 triệu đồng trên 1 hectare. Với việc sản phẩm OCOP cam sành Trung Hà được nâng hạng từ 3 sao lên 4 sao vừa qua là điều kiện để cây trồng này tiếp tục phát triển, nâng cao giá trị cho bà con nông dân. Đối với xã Trung Hà thì theo lộ trình thì sẽ không phát triển thêm diện tích mà chú trọng đến cái việc mà duy trì diện tích và tập trung để nâng cao chất lượng sản phẩm để xây dựng cái thương hiệu cam sành Trung Hà.